Cảm ơn quý khán giả của đài IBC đã trở lại với phần 2 của chương trình Bình luận Ngô Nhân Dụng do Thu Hà phụ trách. Hồi nãy mình có nói đó, thì theo Chúa, nếu mà nước Anh á không bỏ, mình bỏ chuyển qua nền dân chủ á, bầu cử tổng thống á, thì nếu mà so sánh như vậy thì có tốn kém hơn hay là tốn cho nuôi một hoàng gia hay nuôi một tổng thống? Thường là một quốc gia họ chọn theo cái thể chế nào đó, nó không dựa trên cái chuyện mà phí tổn. Nhưng mà tiền thuế cư dân. Ví dụ như là ở Việt Nam chẳng hạn, bây giờ nói là cái phí tổn để nuôi cái chính phủ Cộng sản Việt Nam đó, nó không phải là cái chuyện mà trả lương cho cái ông gì đó, Nguyễn Phú Trọng, hay là trả lương cho ông mấy tên cái ông tôi cũng quên cả rồi, Nguyễn Bình Minh như gì đó. Cái chuyện trả lương cho các ông ấy, cái chuyện đó là tốn phí quốc gia rất là nhỏ. Cái chuyện chính là tham nhũng. Bao nhiêu cái quan chức cho đến từ cao đến thấp tham nhũng ăn cắp của dân, cái đó mới là cái tốn phí lớn. Mà chưa kể cái chuyện mà một cái chính phủ nó làm cho kinh tế không phát triển được, nó chặn tất cả những cái người có sáng kiến, những người mà có tự do, thì là tự nhiên kinh tế nó kém, cái đó còn tốn kém hơn nữa. Thành ra là bây giờ mình không có thể căn cứ vào cái chuyện phí tổn để mà chọn có vua hay là không có vua. Thế nhưng mà nói một cách công bằng đó, thì tôi không nghĩ là nuôi một hoàng gia thì nó tốn kém hơn là đi bầu những cái ông tổng thống. Ở quốc hội thì bên Anh cũng có, như ở bên Mỹ mình không có so sánh. Nhưng mà bây giờ bảo là bầu ông tổng thống thì ông ấy chọn những cái người mà phụ tá ông ở trong tòa Bạch Ốc, thì bên kia thì là hoàng gia. Họ cứ làm như vậy suốt đời của họ. Thì tôi không nghĩ rằng mình bầu ông tổng thống với lại 4 năm một lần như vậy thì nó đỡ tốn hơn là nuôi một hoàng gia. Là bởi vì không phải tất cả những người trong hoàng gia đều ăn công quỹ quốc gia. Trên nguyên tắc đó, hoàng gia Anh ấy, chỉ có độ mười mấy người thuộc loại gọi là làm việc, tức là được lãnh lương của chính phủ. Cái lương của họ có thể độ 100 triệu, 300 triệu một năm, nhưng mà cái đó không có ăn thua gì với lại cái lương mấy ông tổng thống Mỹ chẳng hạn. Nó cũng tương đương như vậy. Nhưng mà cái số các ông hoàng mà bà công chúa mà thực sự là gọi là làm việc để mà lãnh lương của chính phủ đó thì có mười mấy người, độ 12, 13 người, kể cả ông vua. Thành ra là cái chuyện mà người ta nuôi hoàng gia đó, nó không có tốn kém lắm. Tất nhiên là quý vị sẽ thấy là quý ông hoàng bà chúa ở bên Anh á, họ rất là giàu, ăn mặc rồi nữ trang các thứ, ông vua cầm cái kiếm này rồi cái mũ của ông là mấy viên kim cương đắt nhất thế giới, tốn kém. Thế nhưng mà phần lớn những cái đó là từ đời trước truyền lại, bây giờ quốc gia không có phải chi thêm nữa. Ngoài ra hoàng gia Anh là rất là giàu, từ mấy trăm năm rồi họ đã làm chủ rất nhiều cơ sở thương mại và các đất đai đồn điền vân vân. Thành ra cái tiền của họ là nhiều lắm, chứ không phải là nước Anh phải nuôi họ. Thành ra mình nói so sánh tốn kém đó thì chưa chắc hoàng gia Anh đã tốn hơn là nuôi cái tòa Bạch Ốc. Dạ vâng, có một cái này thì Thu Hà cũng có học nhiều về lịch sử thế giới, thì Thu Hà không biết là nước Anh đóng góp trong quá khứ là luôn luôn đóng góp trong các những cái nền dân chủ của nhiều nước khác, và luôn luôn là một cái người liên minh, một cái người liên minh với Mỹ trong nhiều nhiều năm qua. Thì theo chú á, nước Anh sau khi mà ông vua Charles đệ tam lên á, thì chú thấy cái nền có thay đổi gì về cái hướng đi của nước Anh không? Dạ, cái vai trò của nước Anh ấy, nó không do cái ông vua ảnh hưởng tới. Thực ra cái nước Anh ấy, bây giờ cái vai trò của nó thấp hơn là thế kỷ trước. Đúng rồi. Vai trò của nước Anh trên thế giới bây giờ là rất thấp. Trái lại cái hồi thế kỷ 19 chẳng hạn, thì là nước Anh coi như là chùm cả thế giới. Các vị hoàng đế và nữ hoàng của Anh ấy có thể nói rằng
đất đai của tôi, dân chúng của tôi là khắp thế giới lúc nào cũng có mặt trời mọc, lúc nào cũng có ánh sáng mặt trời. Tức là không có một cái múi giờ nào trên trái đất mà không có gọi là thần dân của vua Anh cả. Thế nhưng mà từ khi mà các nước Á Châu, Phi Châu, Châu Mỹ Latin vân vân họ đứng lên đòi độc lập thì tất cả những cái đế quốc như là Anh, Pháp, Tây Ban Nha vân vân là xuống, thì nước Anh có thể coi là cái đế quốc xuống chậm nhất, xuống sau cùng, là bởi vì rằng nó rộng quá, thành ra nó xuống, nhưng mà nó xuống một cách rất là hòa bình. Đúng. Là bởi vì người Anh họ rất thực tế, khi mà một cái nước bị họ cai trị mà đòi độc lập thì là họ nói chuyện liền, chứ không như là Pháp. Đúng rồi. Pháp là cố giữ lại cái quyền làm chủ nước Việt Nam, làm chủ Algeria vân vân, thành ra gây chiến tranh tốn kém biết bao nhiêu mà cuối cùng thất bại. Còn nước Anh á thì luôn luôn là thấy người ta đòi độc lập thì là nói chuyện liền để mà trao trả độc lập cho người ta. Thành ra cái lúc mà nước đế quốc Anh nó sụp đổ đó thì các nước gọi là thuộc địa cũ của Anh ấy, vẫn thân thiện. Thì lúc đầu đó chính phủ Anh mới đề nghị lập ra một cái khối gọi là khối thịnh vượng chung tên nước Anh, người Việt mình hay gọi là Liên hiệp Anh, nhưng mà đúng ra nó là khối thịnh vượng chung. Thì cái khối thịnh vượng chung nó lúc đầu chỉ có 9 nước mà thôi, tức là những cái nước lớn như Ấn Độ, Australia, gì Canada vân vân. Thế nhưng mà rồi sau đó đó nhiều nước thuộc địa cũ của Anh ấy, xin gia nhập. Cuối cùng nó bây giờ có đâu đến 56 nước nằm ở trong khối thịnh vượng chung Anh. Cái đó là một cái chuyện mà rất khôn ngoan của người Anh. Họ làm sao rời bỏ cái đế quốc nhưng mà vẫn giữ được cái liên lạc về văn hóa, chính trị và tất nhiên là về kinh tế nữa thì cũng có lợi cho họ. Đúng rồi. Thì riêng ở nước Mỹ này đó thì cái ông vua nước Anh gọi là cố chấp khi mà các thuộc địa ở Mỹ họ đứng lên họ đòi là họ xin được góp ý kiến về chuyện đóng thuế. Có thế thôi. Đúng rồi. Mấy cái ông ở Mỹ này đâu có đòi độc lập. Họ họp lại họ nói rằng xin nhà vua muốn đánh thuế thì phải cho chúng tôi góp ý kiến. Đó là cái đòi hỏi rất là khiêm tốn. Mà họ đòi hỏi như vậy bởi vì ở bên Anh đã có cái đó. Ở bên Anh ông vua muốn đánh thuế phải hỏi ý kiến dân. Thì bây giờ dân thuộc địa ở đây họ bảo chúng tôi cũng muốn như vậy. Thì cái ông vua Anh nó cố chấp quá, không có chịu nghe. Đúng rồi. Thành ra là người Mỹ họ mới giành độc lập. Chứ nếu tưởng tượng hồi đó ông vua Anh nói chịu rằng đàm phán, chúng tôi tôn trọng ý kiến quý vị, xin quý vị cử đại biểu sang đây mình nói chuyện với nhau. Dạ vâng. Thì có thể là nước Mỹ này vẫn là thuộc địa của Anh, người ta bầu đại biểu quốc hội sang họp ở bên London góp ý kiến với ông vua. Nhưng mà lịch sử nó khác rồi. Đúng rồi. Nước Mỹ bây giờ thành một quốc gia độc lập. Dạ vâng. Dạ vâng. Thì bây giờ trở lại cái câu chuyện mà ông vua Charles lên ngôi đó, thì muốn chia sẻ là Thu Hà có coi một chút cái TV, thì những người bình luận họ nói đây là một cái cuộc đăng quang mà nó tốn kém là trên dưới 125 triệu. Chú nghĩ sao? Dạ, thực ra cái con số 125 triệu đó nó cũng không có lớn lắm so cho một buổi đăng quang. Dạ, bởi vì rằng 70 năm rồi người ta mới làm một cái lễ đăng quang này. Mình chia 125 triệu ra 70 năm thì mình thấy công lời. Nhưng mà cái đóng góp của nước Anh ấy, mình vừa mới nói đóng góp của nước Anh vào lịch sử thế giới đó. Thì ngoài cái Magna Carta coi như là mở đầu cho cái tinh thần dân chủ trên thế giới đó, thì phải nói rằng nước Anh là đóng góp rất nhiều vào cái nền dân chủ ở nước Mỹ. Là bởi vì khi các nhà lập quốc ở Mỹ họ viết cái bản tuyên ngôn độc lập và họ sửa soạn làm cái bản hiến pháp nước Mỹ, thì họ đã sử dụng những tư tưởng về dân chủ tự do của các triết gia người Anh. Họ có tham khảo các triết gia người Pháp, thí dụ như Montesquieu bàn về cái pháp luật, nhưng mà cái tư tưởng căn bản về dân chủ của nước Mỹ đó là
của các triết gia người Anh, chẳng hạn như là ông Locke, David Hume. Và về phương diện kinh tế đấy, thì cái nước Mỹ này tổ chức nền kinh tế gọi là tự do đó, là hoàn toàn dựa trên một triết gia người Anh, là ông Adam Smith. Ông đây Adam Smith, ông ấy có một cái tư tưởng rất là giản dị. Ông là một triết gia viết về đạo đức học, nhưng mà ông ấy nói rằng cái tài sản quốc gia nó giàu là vì người ta muốn kiếm lời, mà một người kiếm lời có thể làm cho người khác cũng được lợi. Thì cái đó là cái tư tưởng kinh tế căn bản mà của cái chế độ tư bản. Bởi vì khi người ta tham dự trò chơi kinh tế thì không phải người này ăn thì người kia thua, nghĩa là không phải là cái trò chơi một ăn một thua, không, cả hai bên đều ăn, cả hai bên đều lợi cả. Đúng rồi. Thì cái tư tưởng của nước Anh nó đóng góp cho nước Mỹ nhiều lắm. Dạ, gọi là mutual benefit. Dạ vâng, rất cảm ơn chú cho chương trình ngày hôm nay. Thu Hà cũng học hỏi được rất nhiều. Và xin mời chú, mình cũng đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả IBC TV. Xin hẹn quý vị trong chương trình tới. Dạ, xin cảm ơn quý vị theo dõi tuần này và hẹn gặp lại quý vị kỳ phát hình kỳ tới.